Chào mọi người ạ, đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ tô bức tranh này, đó là sẽ làm bông hoa nhé. Hoa này là hoa hồng dương đi. Đầu tiên mình sẽ tô cái nhị của nó trước mọi người nhé. Đấy. Nhị của nó thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Tô cái nhị màu vàng. Chúng ta sẽ có một cái nhị màu vàng. Hoa này thì mình sẽ đan xen nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chiếc là cánh của nó. Mình sẽ tô một chiếc cánh màu cam đi. Ok. Chúng ta một chiếc cánh màu cam này. Tiếp theo mình sẽ tô một chiếc cánh màu đỏ. Mình sẽ tô màu đỏ này. Theo sẽ là một chiếc cánh màu hồng. Mình sẽ tô một chiếc cánh màu hồng nhá. Dính hả? Dính tay hả? Cho mồm. Tiếp theo mình sẽ tô một chiếc cánh màu hồng nhá. Ok. Mm-hmm.
mình sẽ có những cái tô rua, mình sẽ tô màu lu này. Tiếp theo mình sẽ tô phần thân của bông hoa. Thân bông hoa mình sẽ tô màu lâu này. Tiếp theo mình sẽ tô phần lá nhé. Lá bông hoa mình sẽ tô màu xanh lá cây. Ok. Ok nhé, mình đã hoàn thành xong bức tranh này, bông hoa hướng dương này. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo của mình nhé, tạm biệt.